trời cao, núi cao, ta lắng nghe lời của đá, ta lắng nghe lời tổ tiên. Bát ngàn bát ngàn nơi đây, trầm tĩnh xưa gọi mời, như tiếng vọng từ ngàn xưa đã càng vào hồn thiêng của núi của sông. Trong cao nguyên đá vang lên trong bao la từ những muôn câu ca, giữa núi rừng lấp lánh tiếng cười, những tiếng thèn sao xuyến lòng ai, vui chân về từ khắp bốn phương, nếu bước người đi lại đến trở lại với kênh của mình, và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay Thắng lại tiếp tục có mặt ở Khâu Ngài. Yo! Yo! Lên! Trơn quá, không có mưa các bác ạ. Nay mây đẹp thế nhỉ. Hôm nay là nhà em lành, bắt đầu giữ nhà, ngôi nhà thứ 26 trên kênh Nguyễn Tất Thắng được khởi công đó. Nhưng mà đang đi mà phèn phèn nó dùng cả bốn chân không đi được, cao quá. Mới đang về. Wow, Thắng như đi trên trời ấy.
sướng á. Ô, xin chào chú. Đang làm gì đây đây? Trân Châu à? Nhà chú ở đâu? Nhà ở Ninh này. Thế à? Cháu đi vào nhà lành ngắn. Nhà lành trong anh nhờ. Nhà lành ấy. Vâng vâng, cháu đi đây. Ôi giời, ông đúng ông già tiên luôn. Trân Châu ngồi thổi sáo ngắm mây lên. Đẹp chưa? Thiên đường mây. Sáng nay đi hơi muộn. Sớm tí nữa thì gặp cái đám mây này nó ở dưới kia nó bay lên mới khủng khiếp. Bây giờ nó bay quá lên rồi. Các bác có nhìn qua hình ảnh có giống nó đang trên trời không? Đấy, trời trời đấy. Mấy ai được lên trời. Wow. Đẹp thật, nhưng mà mỗi tội cái đường nó vào khó quá, tối qua mưa trơn. Sao ấy? Đừng có ối giời, cứ đi đi. Ui giời. Đi đi. Đấy. Nhà em lành ở khu nào ấy. Đúng rồi. Hôm nay giữ nhà đấy các bạn nhé. Rất tự hào. Thêm một ngôi nhà nữa. Ngôi nhà thứ 26. Đấy. Cứ đà này thì Thắng sẽ rất tiến gần đến 100 ngôi nhà trên kênh Nguyễn Tất Thắng. Cảm ơn các bác rất nhiều đã tin tưởng Tất Thắng. Ngoài 26 ngôi nhà ra thì còn có 2 nhà văn hóa và 4 cây cầu. Đấy, rất là tuyệt vời. Mang bánh kẹo vào đây. Nhà dưới này là sao á? Trên này, trên này, trên này. Mang xe qua đây. Nhà lành đi đường nào nhỉ cô nhỉ? Dạ. Đi vòng bên này ạ. Vòng xuống đây. Vòng qua đây để xe đấy không để đâu. Vòng qua đây đi. Lao hẳn lên trên này. Ôi giời. Ôi giời. Không rửa ăn thua gì so với bên Tây. Nhà em lành nhau ngoài. Một ngôi nhà thực dạng là không khém kém gì cái ngôi nhà kia. Cột chỉ bằng vốc tay thôi. Đang đào nền rồi. Ô, được rồi, đông thế. Chào mọi người nhá. Ô, có con chuột à? Nó tha, nó tha. Ôi, con chuột chết rồi. Ôi, vào trong kia nó thai à. À, xin chào, chào tất cả các anh em. Chào các bác. À, xin chào. À. Đó, vào trong này nó thai. Xong rồi, bánh kẹo nhiều lắm. Nghịch à. À, xin chào. Ôi dồi ôi, ngô hỏng hết rồi, đâu nữa. Hả? À. Ngô này nói hết rồi. Kia cho trẻ con nữa. Kìa bác qua kia, mang qua kia, bụi, chỗ đấy bụi. Ờ, về nó thà. Lành ấy, đâu rồi, chủ nhà đâu? Đất nhà em là từ chỗ nào đến? Từ chỗ nào? Cây chuối nào? Đất này toàn đất mượn hết sao ấy? Xây có sợ không? Hả? Phải vào đất củ cơ. Đấy. Không là lở đấy. Phải vào đất củ cái này mới được. Ờ, à, xin chào. Xuống lâu chưa? Đây, nhà em lành. Đó. Nay thì đã được dỡ rồi. Đó.
Đánh cái cho ta mất thay. Đâu, về đây, về đây. À, say say. Ừ. Đánh nhau đi. Về đây, về đây. À. Trứng thần lằn à? Trứng thạch thùng. Đây đây, nó thả. Đưa nó. Dỡ nhà thôi nhờ. Dỡ chưa? Hả? À? Bây giờ dỡ gì? À, dỡ dỡ thôi. Đấy, nhà tranh vách nứa các bạn ạ. À. Đây các bạn bảo cột với ngôi nhà đây. À, bé quá. Các cô bác giúp được thì giờ này tiếp tục cái cố gắng giữ lấy bờ lô này vẫn tốt này. Nhìn thấy trắng trắng này. Bờ lô này sử dụng được ấy. Là bếp, là biếc, là chuồng lợn. À, ai bế em mi nhỏ vào trong kia cho nó tha. Đấy, trong kia. Dỡ nhà rồi đi vào trong ra ngoài luôn. Ừ. Đây đây, chú Phang Phang đưa cái bánh kẹo cho. Đấy, mi nhỏ ra ngoài kia. À, đấy. Gọi gà ra ngoài kia cho bọn nó ăn. Sao ít Tết nó mọi người đông trẻ con lắm mà. Mưa quá trẻ con không có số không sao. Mưa quá không đi được à? Đây, mây lên ác nhờ. Lán ở chỗ nào, làm lán chỗ nào? À, ông bà, ông bố à? À, mất lâu rồi. Thế à? Này có chỗ để vật liệu không? Mấy chị em này ngồi dưới này có sợ không? Dưới trên giữa nhà dưới ngồi bẻ ngô. Hả? À? Không sợ đâu gì? Mấy anh lại rơi vào đầu cho. Tí hồng xiêm mồng xiếc rơi hết vào đầu chết. Đây các bạn thấy nhà của em Sù là làm bằng gạch vách này. Đó. Đây là một trong những người thợ xây mà đã xây nhà văn hóa thôn Đán Dầu cùng Tất Thắng. Đấy. Nhà em Lành ấy. Chuyển đi à, chuyển đi à anh. À, à tốt quá. Ừ. Sao bỏ cái dâu đi? Dâu ăn cả dâu mà. Đây là về trước đây là không thả được đi. Đây à? À, anh em làm trên cẩn thận nhá. Có gì hô lên. Ừ. Hô là phải hô bằng tiếng phổ thông ấy, anh mới nghe được. Hô tiếng Mông thì hô tiếng Mông là anh cũng không biết gì đâu. Rơi vào đầu anh ấy. Anh em hô tiếng Mông thì anh ấy cứ tưởng vào đi thế thì vỡ đầu anh ra.
cái này cho bao, cho vào bao. Nước con đi mang bao này. Nấu nấu cơm ở đâu lành? Đâu nhà đâu? Nhà xây này. À mới được xây đây à? À nhà mẹ em là cũng được nhà nước hỗ trợ đây à? Gói 60 triệu đây gì? À thế tốt quá nhỉ? Thế chính tỏ là thế bố em là mất từ lâu rồi à? À 2013-14. Nhà em lành này là nói là nhà mẹ cũng rất là nghèo, quá nghèo nên là cũng mới được nhà nước hỗ trợ. Đấy. Đây là nhà này là dùng cột chôn rất dễ bị mối. Cột chôn này Thắng giải thích qua cho các bác biết để tại sao nó bị con mối ăn nó đây. Đấy. Đây này, chôn xuống đất, đấy, mối nó sẽ xông lên, cột nhà, cột nhà, đó. Còn bình thường thì họ có điều kiện hơn thì họ sẽ có đá, có điếc họ gác vào. Nhà này nhiều view ở đây đẹp nhỉ, mây đẹp, nhanh. Cái này cái Polo này sử dụng được thoải mái. Polo này vẫn còn chuẩn đấy. Mưa giữa nhà mưa nên là may mắn lắm, thấy bảo có lộc. Đấy các bạn xem nhé, là cái văn hóa của người Mông khi họ động thổ. Đấy các bạn nhìn, không bao giờ thắp hương, không biết là như nào, cũng không bao giờ chọn ngày. Cứ thấy anh Thắng bảo thứ bảy chủ nhật giữa nhà là họ làm thôi, còn đâu hình như đa phần là họ chọn ngày là cái ngày họ cất cái nóc kia kìa. Đấy, họ lợp cái mái đó là họ mới xin phép ông bà tổ tiên. Đấy cẩn thận nhá. Cái đấy mấy anh kia dưới kia là ấy đấy. Ơ không được đâu. Có cái thang nào không? Có cái thang kia bắc lên từ từ. Em ơi, kia lấy cái thang kia bắc lên. Cái thang kia chống vào kìa, bắc lên chống vào kìa. Xẻng ấy nó trượt cho. Đấy. Chết rồi, mưa rồi. Ôi. Mưa to rồi. Ôi sao đốt đây, đốt đây á? Khói sao làm được? Ôi rồi mưa đâu? Chết rồi các ba, mưa to rồi, mưa thối mưa xã rồi. Thôi thôi thôi, xuống á. Chú đã. Vào vị trí ẩn nấp. Mưa rồi. Mưa tháo theo kiểu mưa. Mưa to tháo nó mới hay chứ. Đây này, đấy, mưa đào đất nó mới chuẩn. Càng xẹp. Cứ hất xuống đi, hất ra mạnh đi, hất mạnh xuống. Đấy. Mưa càng làm hăng say. Cái
Ô, thằng Lành tránh ra đi, chú đấy ra đi. Không, tí nữa. Bếp đi làm rồi. Ờ đấy à, kệ cứ nấu cơm dưới đấy thôi. Tí anh xuống. Kinh, có cả trưởng bếp cơ à? Ghê vậy giờ. Phó bếp là ai? Hả? À? Không có phó à? Không. Cơ cấu là trưởng, có trưởng là về hai phó đấy. Một trưởng, hai phó. Bao nhiêu nhân viên? Ông ấy vừa làm trưởng, vừa làm phó, vừa làm nhân viên luôn à? Trưởng bếp ghê, ghê quá. À, đợi cho kìa, đợi cho cái. Đừng để nó vỡ mảnh gì ra đây. Mưa to nghỉ tí đi. Ôi rồi, mưa, ui rồi, mưa to ấy. Nghỉ tí làm đi anh em ơi. Ôi. Mưa to quá. Cái rồi các kìa, xuống đi. Con này to quá rồi. Ây à. Rồi, mưa. Ngày đẹp nó thường thường nó hay mưa phải không? Mưa này là tiền về đấy. Đấy. Làm nhà mưa to này là giàu lắm. Sau này chắc là thằng Lành chắc là ba nhà thằng này giàu nhất. Tạnh mưa rồi. Rồi anh em lại tiếp tục. Nó bất chợt nó rào mưa xuống. Mây mù quá. Thắng xuống xem cái bộ phận hậu cần làm bếp cũng mới được trong cái diện hộ nghèo, được nhà nước hỗ trợ làm nhà. Đấy. Thì hỗ trợ này thì xây được khi nhà em có lẽ là vẫn phải là nhà nước làm, nhưng mà vẫn phải nhà bỏ ra tiền thêm làm nữa chứ phải không anh? Để. Như vậy nhà à, này có mà. Có phải bỏ thêm không? Thêm mà. Bỏ thêm nhiều không? Bỏ thêm 50 triệu nữa. 50 triệu nữa? À. Đây là bếp à? À đây. Có mèn mén rồi. Được ăn mèn mén rồi. Thơm phương vức. Đây là những bàn tay của người phụ nữ Mông. Họ làm mèn mén. Đấy. Để chuẩn bị cho bữa trưa ngày hôm nay. Khi những người đàn ông đang làm việc ở trên kia. San đất, san nền. Đây là đang qua đồ đợt 1 rồi đấy ạ. Phải không ạ? Có lần 2 nữa không? Đúng rồi. Hả? Lần 2 rồi. À. Đây là 9 rồi đấy ạ? Chưa. Chưa, đây là mới đảo lần 2 mới là 9 phải không? Đây là lần 1 đang bóp cho mềm. Mà tươi. Đây, các bạn nhìn đây. Nhưng mà lần này người ta vẫn nói là ăn được rồi. Các bác có thể ăn được. Đói thì ăn được rồi. Nhưng mà ăn như này nó chưa mềm. Tiếp tục cho vào lần 2. Vàng ươm. Các bạn nhìn qua màn hình thì có thể là một cái món nó rất là lạ và ngon, nhưng có thể các bác nào ăn sơ qua thì cảm tưởng nó
Các bạn cứ hình dung là ngô nó nghiền ra mà. Khi các bác nấu cám ngô cũng vậy. Thì nhưng mà đây nó được lọc sạch hơn, nó bóc hết những cái vỏ đi rồi, còn trong cái thôi. Chan canh thì ăn rất là hợp, còn ăn khô thì hơi khó. Với bàn tay của người phụ nữ Mông thì họ nghiền ra và họ làm như này thì ăn nó chắc chắn là nó sẽ khác hơn là đi nghiền máy to kia trong nấu. À, nhà này là làm thầy rồi. Kèn. Thế bố của em này đã chết rồi thì không biết là bây giờ ai làm thầy. Bây giờ ai làm thầy? Anh trai à? Lành, thằng Lành cũng làm thầy à? Chưa đi. Còn đây là ở trước sân, các bác thấy ngay là ngô, rồi là bí. Chia đi, nó tha. Từ từ mà mạ. Thôi được rồi, ngồi đây đi. Ngồi vào, lấy ghế ngồi vào đi. Chuẩn bị cho món bí. Đây, sau rồi, nhà em Lành đây. Mỡ nhờ. Mỡ nhiều. Nhưng mà nhìn nó gầy mà nhờ, lợn ấy. Vâng. Lợn giống bé này thường xuyên làm mỡ nhờ. Ờ. Hả? Cái này thái xào. Xào à? Thịt này là thái ấy à? Thái xào à? Thái xào. Ờ. Thịt, thịt này thịt xào. Xào không thôi gì ạ? Xào không thôi. Ờ. Lợn nhà em Lành đấy nhờ. Nhìn con lợn hôm nọ quay rất là gầy nhưng mà sao béo thế. Hay là con khác không biết. Vẫn con đấy phải không? Phải con nhà Lành không? Nhà Lành. Rửa đi nữa chứ nhỉ? Bí ngô. Giống bí này chuyên trồng ở vườn ngô nhé. Nhưng mà không phải cứ phải là trồng ở vườn ngô là người ta gọi bí ngô đâu. Giống tên nó gọi như vậy. Có lẽ là có cái màu vàng giống ngô, gọi là bí ngô. Những ngày xào thì không được xào lâu đâu nhỉ? Ừ. Nó trở thành tóp mất. Đó. Chín là được. Mà các bạn thấy cái miếng mỡ của họ, cái mỡ nó dính vào tay của người ta là biết ngay là mỡ ngon hay mỡ không ngon rồi. Rất thơm. Trắng phớ.
nó không có cái màu vàng vàng nha các bạn nhé. Nếu các bạn nhìn thấy cái con lợn mà nó ăn tăng trọng ấy, thì là cái mỡ nó có màu ngả vàng vàng đấy. Miếng thịt đây, miếng thịt này xào và thái ra là một chậu này. Bì rất dày, mỡ rất dày. Cái này tí này là cho vào đun luôn đó chị. Đun luôn à? Đun luôn từ đầu luôn á? Tưởng phải đun xương trước chứ. Đun xương xong mới thả vào chứ. À cái này nấu nhạt à? Cũng không phải nấu xương. À đây là canh, canh nhạt các bạn. Không rơi xuống được à? Gỗ này gỗ gì sinh? Mỡ à? Nhìn cái cột nhà này đã cháy chán đời rồi. Chiều xa nêu vẹo à. Đây cột. Cái này lõi nó đây à? Đây này cột này này. Vặn và vặn vẹo à. Xong lấy cái cột tròn tròn kia. À chai à? Gỗ chai à? Chai hay là gỗ gì đấy ạ? Mỡ à? Ôi giỏi rồi. Mỡ chọn cái cột như này. Cái này hai cái ngoài này là chai rồi. Phải không? Chai mới ăn được. Ờ. Chai thì muối nó vẫn ăn thế thầy. Ăn. Ăn ăn thầy nhé. Muối thì chỉ có sợ mỗi anh bê tông thôi. Đấy. Sợi beng thì hai đầu tròn vo hết nhỉ, có đầu bẹt bẹt mà. Sợ à? Trời ơi. Bảy đi, bảy đi. Bảy đi, cầm sợi beng bảy đi em. Rơi cái đấy mà võ, võ thì cũng gãy chân. Anh kia biết võ à? Hả? Thế sao bảo biết võ? Võ cái này nó rơi vào chân thì cũng gãy chân, võ nào mà chịu được. Mấy bác này bảo là có anh kia biết võ. Cây rơi vào chân không sao. Sợ rơi vào đầu thôi, còn vào chân không sợ. Nào mấy anh em này làm gì nữa đây, xong ra đi. Nghỉ hơi bị lâu rồi phải không? Chống cái mái nào nữa? Cái đấy để ra đây à? Kinh nhở, ngồi nghĩ cách cơ à? Đây là. Cái này là thành lán để nghỉ phải không? Thế là không làm nhà vào đến đấy à? Từ đây ra thôi à? Hất ra thôi à? Từ đây này. À. Đấy, tường nhà đấy. Cẩn thận không hỏng tường nhà. Toàn buộc dây vải ấy. Không có dây thép. Dây vải khá còn bền hơn cái dây thép ấy anh nhỉ? Có bền hơn không? Cột này bị mối sông hết rồi. Sợ nó ăn, mối nó ăn này. Ăn này khe luôn. Sông thì nó ăn. Nhấc ra, nhấc ra.
Nhấc ra đi anh. Hay là vẫn đang nghĩ cách đấy. Dưới này này. Đấy. Cần gì cắt, nhấc lên đi. Ôi không phải cắt cái đấy đâu. Nhấc cái này phát là ra rồi em. Cắt đi nó cái đấy nó không còn khỏe nữa, đấy nó giữ nó khỏe. Đây, giữ lại cái này để nghỉ ngơi lúc làm cho đỡ nắng. Ôi dồi ôi, đập như thế ông kia vào chân thì chết. Sập nốt cái đấy. Ôi dồi, cưa thế cưa sao. Giật mạnh vào xem ạ em. Ấy đúng rồi. Úi. Rồi nhấc ra. Cái này đun thôi chứ. Hay là để che. Hả? Bẻ luôn à. Rào, để rào chuồng lợn chuồng gà thì nhấc ra. Tận dụng. Ngày xưa chặt nứa cái này tận đâu. Vác về để xong dập ra đan à. Rồi cho nốt cái miếng ván kia ra nữa. Cái vách kia ra nữa. Cắt vách kia ra nữa. Cái này có sợ sập không ấy, chống chắc chưa? Đây chống vào đây đi. Kê miếng này vào. Em ơi, kê miếng kia vào. Rồi, đấy được rồi. Đẩy mạnh vào tí nữa, thằng em. Đẩy mạnh vào. Rồi, rồi, ok. Rồi, rồi, rồi. Không có đóng à? Tôi đi ra ngoài á, đứng đây. Rồi đấy kéo luôn cái xà này xuống đi anh, mấy cái ván này xuống đi, cái cho đi vào đỡ bị bụi đấy. Ui, cẩn thận đấy, cẩn thận. Đấy, cho hết cái phên đấy xuống đi. Ở nhà thằng Lành này là nó cũng là thầy gõ trống đấy chứ, phải không? Ôi dưới xuôi thầy gõ trống giàu lắm. Thằng ai định này không như ở dưới. Chuyện này nghèo thế nhỉ? Cái này lâu lâu mới có một lần thôi. Lâu lâu mới được gõ lần à? Vâng. Mòn hết trống mốc hết rồi.
Lắc mạnh rồi. Mạnh các lên, nhổ lên. Đấy, trời hành nắng rồi đấy. Mưa tí rồi mà. Mày gập vào bê cho dễ chỗ này sao đi được ạ? Mày mất cấu thì sao? Cấu thì sao ạ? Lúc này đi. Ba bốn ông vào, ba ông lay phát là được mà. Đều vào nào. Ừ, cái này rất đơn giản. Đừng lay 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 cùng nhau lay. Lay, lay đã. Nào, đấy, cứ lay đi. Đấy. Đấy, mạnh vào. Đấy. Đấy, có thế rồi, rất đơn giản. Đan rổ. Cột kiêng thế, ba bốn ông vào. Đấy. Sắp được rồi, sắp được rồi. Lại tiếp từ đấy. Nhấc lên mới lay được. Đừng. Nhấc nhấc lên một tí xong mới lay. Đừng để dưới thấp đấy. Bẻ mạnh vào. Mạnh vào. Mạnh vào. Rồi, nhổ đi. Đấy, lên ngay. À, nào, 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 kia, kia. Lay đi, lay đi, ba ông ngay ạ. Lay nghiêng ra. Từ từ, nhổ sang. Hai bạn, hai bạn. Bẻ nghiêng lay đi, lay, lay ạ. Nào, IOP. Bám vào, bám vào, lay như này đi. Ba người vào mới bẩy được như thế. Nó mới vỡ bê tông. Ba người vào. Nào cột này tiếp nào IOP. Phải đông người vào, đông người lay mới được. Đông người lay nó khắc vỡ ra. Anh ấy có võ cơ mà. Võ cào cào. ba năm võ tàu không bằng một phát dao bầu đấy, nó nói rồi. Đừng có chủ quan mà võ vẽ, tránh làm sao được. Vào, lên. IOP, ấy, ui dồi. Đấy.
Đấy, mấy chị em vào chỗ này đi đi. Xay xay. Đó. Rồi, từ từ anh nhá, mà mã. Bùi lắm ấy. Đấy, bây giờ trước mắt là nhà em Sù là phải san cái nền nhà trước các bạn. Đấy, đang nhờ rất đông người, hôm nay khoảng 20 người làm. Không có thể máy vào đây được, không có đường. Đấy, lúc đầu bảo là thôi nếu mà phải mổ lợn mà để nhờ người làm ấy, thì thuê máy. Khoảng 4-5 triệu thì họ vào nhưng mà không có đường để vào các bạn. Đường dân sinh rất là nhỏ, bé tí rồi. Và máy không thể đi qua được, rất nhiều nương và nhiều chỗ nó vực. Đấy, qua suối nữa nên là không thể nào mà máy móc đi vào được, nên đành phải nhờ, phương án cuối cùng là nhờ người. Đấy, người họ làm cho. Đấy, anh em dỡ thì buổi sáng nay thì đến giờ này là hơn 9 giờ rồi, bà con đã dỡ được. Tại vì nó mưa, nó vướng cả vào mưa, bà con là giúp nhau là dỡ được xong cái nhà và còn để lại cái trái bếp kia, bé bé kia, để anh em lúc nào xây nghỉ ngơi. Còn bây giờ Thắng bảo cho em là phải đào đến được cái đất cũ. Còn cái đất này trước cũng là đất mượn rồi, san ra thôi. Đấy, nhà xây cần phải đất cũ, sau này sẽ nứt hết. Này con mấy tuổi rồi em? 6 tháng rồi à? À. Con nhỏ là gùi theo luôn, đi hộ hàng xóm. Có anh em mấy nhà lành không? Có anh em không? À đấy à, vợ em à? À, thế là anh em phải không? Bạn à? À, thế ông có giới thiệu là bạn đâu, à vợ đâu mà tôi biết. Đây cũng là một người thợ xây ở trên Đán Dầu, đi xây cùng đội sinh, đội lành. Thế là Thắng cũng đã biết. Đấy, cột kia, cột cuối cùng rồi đấy. Vào trong này phải có xe rùa đẩy. Mà máu, mà sao nó hơi.
là chủ kho. Mười một giờ mới nghỉ mà phải không? Vâng. Đây là đảo mỡ hay thịt xào kìa? Thịt xào đấy à? Wow, món gì thế này? Ớt ạ. Thế đây là để nấu canh đấy đấy à? Canh cay à? Canh cay với ớt đấy à? Ớt với gà tiết ạ. Cả cà chua này luôn ạ. Cà chua là lốn vào thịt mỡ. À, cà chua này để xào với thịt ngãi. Mà còn đây là cái phổi đấy ạ. Phổi mới mỡ ở lòng đây. Lòng băm hết ra để nấu cái canh này. Ớt đây. Cái này mồm chắc phải mồm tôn. Cái này ăn này đau dạ dày chết đấy. Ăn canh quá. Mùa đông thì ăn cái canh này thì rất hợp. Mùa hè ăn cái này nóng lắm. Nóng lắm. Ừ. À, cái này ướp luôn đây ạ. À? Chiều để làm tiếp đấy ạ. À? Chiều để làm xong là muối còn đang đi mua. Đây ạ. À? Ừ. Đang đi mua muối. Mua muối à? Muối sao treo lên? Mình phải cho ướp vào. Cho à, ngâm muối trước. Ngâm muối thì nó mới không có mùi. À đây món thịt xào đây ạ. À? Ok, quả gì xanh xanh nhá. À? Cà chua. Cà chua xanh. À đây à. Vừa xanh vừa đỏ. Đỏ xanh. Quả cà chua cứ chưa chín, hình như quả cà chua mà chưa chín thì ăn là độc đấy. Cái này nó phải cái quả cà chua đỏ kia kìa. Quả chua xanh là không tốt đâu. Cái này vừa luộc cái gì đây ạ? À? Xèo với lại gan dạ dày các cái. Nhưng mà tháo ra kia. Thế đấy kia còn kia lòng. Lòng với không luộc à? Cái kia là luộc, cái kia là tối mới làm. À cái này để đang tối tiếp. Lúc nãy luộc kia. Dạ. Đây này. Ở móc kia. Dạ. Cả các cái đủ. Đâu đâu. À đây. Lòng lên. Ừ. Lòng. Cả gan dạ dày. Cả gan, dạ dày, cả kia là chế à? Chế là đây. Ừ. Chế là đây. Ừ. Cái này ba chỉ. Ừ. Ngon đấy nhỉ. Cái này ba chỉ này thì úi giời ơi, thái phải to. Mới không kiệt sĩ. Vâng. Cái nước này để nấu cái gì ạ? À, cái này là lúc nãy canh tí nấu canh ớt luôn à? Cái này làm cái canh đắng tí nữa. À, canh đắng thì đúng bài rồi. Úi giời. Ai dạ? Nhà bà có cái quả bình thuốc sâu cắt ra để đồ được ấy. Bình thuốc sâu tự chế. Ừ. Tiết thịt lợn. Canh đắng nấu với cả cái gì đấy ạ? À? Canh đắng thì chưa... Lá đu đủ à? Lá đu đủ chưa có. À, thế sao bản đâu canh đắng? Ừ, phải có lá đu đủ chứ. Canh mật. Nguyên mật thì không được, phải thêm lá đu đủ vào. Lá mỡ. Ở đâu ạ?
chắc là xa quá. Xuân bao đâu phải nó phải ra thở rồi à? Thái luôn đấy hả? Thái xong là Thái cứ để đây xong tí nữa ấy thôi. Ui, từ không được rồi. Bác bỏ lại cái này á. Bác phải đi hơ cái này cho sạch đi á. Cái này nguyên thịt mỡ này. Cái này chưa sạch. Hơ khô cái thớt này đi á. Cái này hơi ở trong này à? À không, nhưng đây này. Cái này phải hơ đi. Cái này phải hơ chưa sạch. Đây. Cái này ăn mà đau bụng ấy. Cái này rửa sạch. Cái này không được, phải hơ đi á. Đây, hơ cả cái này đi bác ơi. À thế thì bỏ được. À. Cái này ăn đau bụng ấy. Hơ đi. Trồng cái này. Đấy, chỉ còn không cái đấy là không được. Cái này thái xong là để xếp vào đế luôn thôi, không cần đảo vào ấy đâu. Cứ đảo đây xong tí nữa có người xếp. Hay là cho thành máy đóng đấy, không thì một tí có bát. Nhầm à? Một tí rồi. Được nhiều các bát để được cái. Ồ, đây là rau à? À, rau dền gai. Canh nhạt à? Nhặt để ăn đấy ạ. À. Mang đi về á cơ. Không ăn ở đây à? Không đủ ăn đâu. Ở đây đông quá. À. Mang về nhà. Cái này cái gai nó rất là sắc ấy. Đấy, thớt sạch rồi đấy. Phải hơ đảm bảo sạch sẽ. Một tí vào ăn đau bụng. Trắng trắng này phải cạo đi. Cạo cái trắng này bác. Cạo đi. À, cạo đi. Cạo đi. Đây cứ để đây, bác để xuống thớt này. Đó. Đấy, mong cạo cái đấy đi. Đấy. Đó. Đấy, sạch sẽ tí, đảm bảo. Đấy, cái đấy là không ăn được đâu. Thấy chưa, còn mùi á. Cành ớt đấy. Vâng. Cành ớt. Tí nữa đảo này xong một lúc đổ nước vào ạ. Vâng. Đổ cái nước bên này à? Hay là đổ nước sôi vào? Cái này là nhiều mỡ phải đổ nước ấy vào nó mới... Nước sôi. Ừ, không thì nó nhiều mỡ quá. Vâng. Đúng rồi, ui canh đắng ấy, quá chuẩn đấy. Lá đu đủ. Ta già quá đúng. Không, được. Cứ mang vào, cứ mang cho các bác cái thái ra. Già này càng tốt. Dạ dày. Thái nhỏ mà, tí mang trong thái nhỏ ra. Cái đấy thả canh đắng, quá chuẩn. Vẫn đi hái được lá đu đủ. Hôm nay hai loại canh, một loại canh đắng, một loại canh cay. Ba chỉ. Đây là ba chỉ luộc nha các bác nha. Kích tinh dần nhậu chưa? Đấy, bì dày trong veo. Miếng thịt nó dài nó khoảng tầm độ 5-7 phân các bạn. Đấy. Biết rằng là cái độ ngấy đến tận như thế nào, tí đến cái đoạn chỗ đoạn ti ti của nó kia thì thôi rồi, cái đoạn không thấy ba, không thấy chỉ đâu. Thường thường người ta gọi ba chỉ là nó có những cái đường chỉ này trong miếng thịt,
Đấy, nhưng mà tí nó đến đoạn đấy 5-7 chỉ mất. Đó, nhìn miếng thịt như khâu nhục chưa. Chỗ này là nầm. Đấy, mỡ này phải cho bác nào ăn được mỡ nhá. Ăn được mỡ thì mới được. Mỡ gầy 7 phân luôn. Xoay các hướng. Ngon nha. Này ăn một miếng là thao hồ mà lo giảm béo. Nhưng mà vùng cao thì họ kiểu lâu không ăn thịt thì họ ăn cảm thấy không ngấy. Còn mình ngày nào cũng ăn không ăn được các bạn. Mấy cả nó ăn mấy cả mèn mén ấy. Cái thịt này mang ra ăn với mèn mén thì tuyệt vời. Không bị ngấy. Cái này là cổ hũ đây. Cái này thì ứ vòi vòi này. Ăn giòn khẩn khẩn. Dạ. Lá đu đủ. Bình thường ở đây có ăn cái này không anh? Có mà. Cũng ăn gì? Cũng vẫn ăn. À, nhưng mà ít khi thôi phải không? Ăn. Nó, anh có biết chữa bệnh chữa biết gì không? Không biết, chỉ có biết ăn không biết. Anh ăn có cảm thấy nó ngon không? Có. Ngon. Ngon thì mới ăn chứ đúng không? Đúng rồi. Nhờ. Ăn cả cái hoa. Hoa nữa mà. Hoa cái cỡng. Đấy. Đấy, đá. Loại này là cây nhỏ. Nó xẻ ra rất nhiều. À, để trễ nữa. Cái này ngon nhất của con lợn đây. Ừ. Ngon nhất đấy. Quá ngon đấy. Lợn nó mà đến cái ngày động dục ấy, thì con cái trễ nó càng to các bạn. Mổ ra trễ càng bự. Ở đây không đúc lòng nhỉ? Đây không đúc lòng. Tim. Đấy. Hơi dày rồi. Hả? Dày. Người họ ràng không được ăn đâu phải không? Ừ, không ăn được. Chú là họ gì? Họ Hầu. Hầu à? À. Ăn thoải mái. Thoải mái. Ba quả cũng được. 10 quả cũng được. 10 quả cũng được. Ăn no luôn. Ăn no. No luôn. Đấy, gan. Ừ.
Bây giờ cánh đắng đấy. Đấy là quả mật đấy ạ. Ừ, quả mật xong là dằm luôn vào đây. Ừ, xào xong lại cho luôn vào đây. Còn đây là nồi canh cay. Phổ nổi lanh phành. Cánh đánh đắng rồi hôm nay các bác ấy tự nấu. Nấu theo kiểu của các bác. Tí nữa còn cho cả tiết vào nữa cơ, đúng không? Tiết vẫn còn kìa. Vâng. Cho mật vào luôn chứ bác? Có chứ. À. À. Chơi luôn nồi đấy. Nè nè. Mẹ nhân chủ ơi, mẹ có bị vui rồi. Làm mẫu nhau không mẹ? Làm mẫu nhau không? Đó. Nghỉ hết rồi đấy à anh em? Thế à? Đội quân bếp xong chưa bác? Đầy đủ hết các món chưa ạ? Đây là món canh cay đây ạ. Bọt biết nhiều thế nhở? Cho tiết vào đây. Cho tiết vào ra bọt à? Kia là canh đắng. Nồi nồi đây nồi 50. Nồi này nồi 60. Hai nồi canh. Xù ăn gì đấy? Ăn gừng á? Ừ. Không cay à? Gừng non này. Thế có phải ngồi ngoài hè nữa không? À, bỏ ra. Cái bánh kẹo kia em bóc ra cho bọn trẻ con ăn nữa. Chưa? Đấy. Đây xù này. Đấy bóc lên. Đấy bóc gói đấy ra. Còn đâu chiều thì cất đi chiều cho bọn nó ăn. Ăn nhiều quá. Nó tha tí không ăn được cơm. Đấy còn cái cho hai gói kia chiều cho nó ăn. Đấy. Mén đang tạ luôn. Canh bí. Canh ớt. Ây da, đồ này cứ chấm gừng sống ăn thôi. Sợ thế. Cay không? Hả? Không cay được chứ? Không. Ăn làm gì? Đang non nó không cay. Giải cảm à? Nghịt cảm. Ừ. Từ từ lúc này cũng là nó ngon. Ăn ngon á? Có vị gì? Ngon. Hơi cay cay. Gừng. Ăn sống nó có hơi cay, có vị. Kia cầm cả củ lên xem nào. Có vị ngọt. Ngọt nữa à? Đưa xem nào, làm tí nào. Mấy ông cứ ăn như đúng rồi. Cái này ăn này nó bảo là gừng gừng non. Ăn. Làm tí theo đồng bào. Ăn có vị ngọt. Ôi giời ơi. Vào đây, cho ông lụm ru. Vâng. Cái quá này là ăn. Cái này là chiếc cây. Ừ. Còn non lắm. Em phải già già tí ăn. Không, 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 không đúng khướn của anh à. Úi giời. Chả. Đây là chả.
Xong múc hết đi ạ? Cái này múc bây giờ xách lên. À, canh cay nữa. Canh đắng nữa. Đủ chưa? Đó. Đây là hôm nay bà con nấu như nào mình ăn như thế. Đó. Đây bắt đầu phần chia thịt. Chưa đều hay không là do người chia hết đấy. Ăn miếng gừng cay quá, xù. Mấy thằng ăn cay quá. Cháu không ăn được cay. Chỉ đắng á. Cay quá. Siêu cay. Mỗi mâm mấy đĩa này anh? Mỗi mâm 1 đĩa. À. Thịt mỡ phải đặt xuống trước à hay đặt trên? Cái này chắc cũng không được thì mới đặt trên. Chiều lại tiếp tục, ngày mai lại tiếp tục. Ngày mai liệu xong không? Con lợn này đủ thức ăn cho ngày hôm nay, ngày mai nữa không? Ngày mai đủ không? Đủ. Đủ à? Đấy, một bữa là họ hôm nay ăn một tí phổi và một tí lòng và 2 miếng thịt thôi, và 1 ít thịt xào đó, để tiết kiệm cho 2-3 bữa tiếp theo nữa. Đấy. Chứ không phải là mổ con lợn ra là chén hôm nay bữa này hết luôn đâu nhá. À, nhưng mà bữa hôm nay là được ăn tươm tất nhất, bữa chiều sẽ đỡ hơn rồi đúng không? Chiều vẫn có những món này chứ, có không anh? Có này, chiều cũng có rồi. Không có rồi. Chiều phải có thịt nạc. À, thịt nạc, thịt nạc xào. Thịt nạc xào với gừng đấy. À. Chiều có. Và canh xương, xương xào. À, xương với đục đục. À. Nó có cửa ấy. Một mâm ngoài sân. Xếp 10 đĩa thoải mái. 5 mâm mà. Chỗ này trẻ con ngồi ngoài này à? Hay là như nào? Rất là trẻ con ngoài. Có phải giá để nó ra thì muốn đấy. Đủ 10 đĩa không anh? 9 đĩa. 10 đĩa thì là vừa. Có chín để dư cho 1 đĩa, còn các cậu Kim Linh kia nó chưa đến. Thế à? Vâng, các cậu đấy. À, mấy ông đán dầu phải không? Đấy, à. Nó chưa đến. À. Lành bảo là để 1 đĩa. Để là. À, mấy ông đán dầu sang hộ, chiều nay mới về. Về rồi. Về rồi đấy. Về nhưng mà chiều nay mới làm, sáng nay là không làm. Đi xa quá, từ đán dầu sang đây cả. Đây là có quân đán dầu sang chi viện rồi. 80 cây đấy nhờ. Đến đấy nhờ. Đến giờ anh em Thắng tay ngồi né né rồi này. À. Vàng đây. Có đủ chỗ ngồi không? Có.
ngồi xe vào đây cho người ta ngồi nữa. Đây này, đây còn chỗ ngồi này. Đây ngồi chỗ nữa này. À, ngồi đấy. Ngồi. Đẩy nuôi mâm này cho để xoay vào chỗ kia ngồi được. Kéo xa mâm ra. Được chưa? Ngồi xoay vào, đấy, xoay tròn vào. Bên kia ngồi xoay tròn vào đi, để được nhiều hơn. Đấy, ngồi xoay tròn vào, thêm người đi. Em phải xuống đi, em gì trên kia xuống đi. Alo. Ngoài kia ngồi chưa? Đây này, đây còn chỗ mà. Đây còn chỗ mà. Bát có cả ấy này, của ai này. Lông nách, lông rốn gì này. Không sao đâu, đây tráng qua tí. Ăn thế nó đúng chất. Đó. À, ăn đi, rồi được rồi, chén thôi nhỉ. Vâng. Rồi mời các bác nhá. Thôi mời bên đấy nhá. Đây là canh cay nhá. Đây canh đắng nhá. Mất chanh vào đâu? Đây cho em anh ăn múc canh đắng chứ. Rồi được rồi. Còn đâu để cho các bác nữa, hôm nay đông người. Phèn ăn đi. Rồi. Đây này, sở trường thịt mỡ này anh Căng Phèn thích ăn. Ngon, béo ngậy. Đây canh nhạt nhá. Đó. Đây là món canh nhạt canh bí, không cho cái gì vào. Đấy, trường bếp đây. Đấy. Đây là canh đắng. Nấu với cả tiết mật các kiểu. Đây thịt mỡ, thịt xào, thịt luộc. Đây. Ăn đi các bác ăn nhá, mời nhá. Thôi, mời các bác. Rồi, các bạn cơn sau nhé. Thôi, xin phép đủ rồi. Nó ấy. Thôi, được rồi. Mén mén thế là nó căng rồi. Đây, thu đồ để ra. Rồi, thắng kết thúc video đây nhá. Bây giờ đi ra.